Dạ anh ơi, em khá bự con, nặng 89kg, cao 1m75, to con tìm đồ size to vừa mà lại đẹp thì vất vả lắm anh giúp dùm em. Được, vào đây có đủ size hết. À, chào em. Chào. Chào anh có yêu cầu gì không? Dạ anh cứ bán cho em ít bộ đồ, lỡ đi uống hộp mơ đi chơi, em quê size không có, tìm không có. Ờ bây giờ thôi, cái giờ em cao bao nhiêu nặng nhiêu? Dạ em cao 1m74, nặng 89kg. Anh coi tìm giúp em. Rồi bây giờ trước mặt các bạn là khi với chiều cao con nặng là cũng tương đối là quá khô nha các bạn. Đó, hiện tại mặc áo này là cũng hương áo là căng bụng rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn này một set đầu tiên. Rồi đi chào uống một phần. Hey, let me take the ass back to the club real quick. Quần t-shirt, short vịt xuất khẩu. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. Chiếc ba lô bắt mẹ. Chào được em. Dạ được anh. Giờ anh có bộ nào đưa đi tiệc đi anh cứ rồi mày. Không coi kiếm giúp em. Cái đây sinh nhật người yêu cũ không? Dạ có luôn. Rồi ok. Một chiếc pin sáng đầu với polo tối màu và một số phụ kiện. Phong rộng cuối quần tây âu đen, một chiếc jean trắng kết hợp sơ mi phong rộng có thể mặc đơn hoặc mắc quần tây âu đen, một chiếc kaki short kết hợp cùng kẻ ngang, một chiếc short cơ kaki đen kết hợp thun t-shirt màu sáng. Sao nãy giờ thấy trải nghiệm được chưa? Được bọn này ưng ý rồi. Dạ được anh, bọn rất là ưng ý. Giờ em đi sẽ nằm người cũ luôn. Rồi ok. Xin cướp video đây nha các anh em. Ai có nhu cầu mua quần áo website hay là ai mà có quét con quét cỏ thì cứ ghé My Store để lựa chọn những cái đồ ưng ý nhất. Hay là hoặc là bấm vào fanpage My Store để được nhân viên tư vấn và lựa chọn mẫu nào người thấy ưng ý nhất thì cứ inbox, hay là có những mẫu nào hay là có những cái set đồ nào để cần nhân viên tư vấn thì cứ inbox nha.